Ok thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo 3D của từng tầng nha Thì đầu tiên các bạn muốn tạo được 3D từng tầng các bạn phải tìm đến cái 3D gốc 3D gốc mình nằm ở đây yeah, ở Trong một project browser các bạn tự tìm nha Cái mà có dấu ngọt kép ngọt nhọn hai bên này Sau đó bạn chuột phải Nhấn chọn cho mình là duplicate Chọn duplicate with detail link Đây nha nhân đôi lên Lúc này nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng copy Gọi là copy 1 các bạn sẽ đổi tên cho mình thành là ở đây mình muốn là đổi thành 3D chữa cháy tầng 2 Đó. Nhưng mà lúc này cây thư mục chữa cháy này lại nằm ở thư mục chiller nè Thư mục thông gió này bạn thấy không Bây giờ mình muốn nó chuyển di chuyển xuống ở dưới chỗ chữa cháy này thì làm sao Thì các bạn chọn cho mình cái 3D này Sau đó các bạn vào cái thanh property này Các bạn tìm đến cho mình là một discipline là mechanical Bây giờ các bạn đổi thành cho mình là plumbing nha theo cái thư mục này, plumbing plumbing này, các bạn đã thành một bên tiếp tục đến cái phần là sub discipline đó các bạn chuyển thành cho mình là chữa cháy đây và hệ thống thì các bạn chuyển cho mình là hệ thống sprinkler nha đó thì lúc này á cái chữa cháy tầng 2 này nó sẽ nhảy vào trong bd view này không rồi nhưng mà lúc này á thì các bạn thấy trên này nó còn rất là nhiều hệ này nó vẫn chưa có nó vẫn chưa có một mình thằng chữa cháy thì bây giờ mình phải nhấn lệnh VV để lọc nó nha, sau đó vào filter, rồi các bạn add tất cả những bộ lọc, nhấn OK, rồi các bạn tích bỏ những cái đối tượng nào không cần thiết ở đây là mình có hệ thống thông gió thì mình bỏ hết nha, thì giữ lại thành sprinkler thôi, đó để lại thành sprinkler và thành tủ chữa cháy là được, rồi sau đó các bạn nhấn apply nhấn OK, đó thì lúc này hệ thống của mình chỉ còn lại chữa cháy thôi nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để mà theo dõi những video mới từ kênh mình nha. Bye bye.